Ca sĩ đăng ký rất là đông. Ở tí xíu nữa hết ca sĩ rồi thì em xin bạn phép mời anh quay trở lại sân khấu. Anh thông cảm anh ha. Và tiếp nối chương trình xin mời giọng ca đăng ký ca khúc 10 ngón tay. Xin mời ạ. Và sau ca khúc này thì giọng ca của dì Thảo, Ánh nắng của anh chuẩn bị.